Mới đây, một cô gái 25 tuổi chỉ vì mong muốn sinh được con trai mà đã tìm đến thuốc nam. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, cô rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Gia đình bệnh nhân cho biết, thuốc nam người phụ nữ sử dụng không có nguồn gốc rõ ràng. Người này cũng không biết rõ loại thuốc này là gì, nhưng vẫn dùng liên tục trong vòng 20 ngày. Trước khi nhập viện 3 ngày, có bỗng thấy đau bụng âm ỉ, nhiều lúc đau quặn thành từng cơn và sốt cao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Tuy nhiên dù hết sốt nhưng vẫn trong tình trạng nặng. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm đại tràng và trĩ độ 1. Ngày 29 tháng 3, bác sĩ Vũ Minh Đức, khoa nội tổng hợp cho biết bệnh nhân vô cùng đau đớn nhưng lại không thể chia sẻ được thông tin về loại thuốc nam đã sử dụng. Qua các xét nghiệm, bệnh nhân âm tính với viêm gan B, C, HPV nhưng men gan tăng cao gấp 20 lần bình thường. Rất may là bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên gan chưa tổn thương nặng. Hiện nay, cô gái đã được yêu cầu ngừng sử dụng loại thuốc nam không rõ nguồn gốc này và uống thuốc giải độc bổ gan để giúp gan hồi phục. Hiện nay thuốc nam không rõ thành phần, nguồn gốc đang khá tràn lan trên thị trường, thậm chí nó còn xuất hiện liên tục qua các quảng cáo trên mạng xã hội với những lời khẳng định như uống vào là khỏi ngay, cam kết chữa khỏi. Theo bác sĩ Đức, dùng thuốc nam trôi nổi rất nguy hiểm vì thuốc được đào thải qua thận và gan. Nếu trong thuốc có thành phần độc hại thì hai bộ phận này sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, lần đầu có thể dẫn đến suy gan, suy thận, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Qua sự việc này, mọi người không nên mua thuốc không rõ nguồn gốc để tự điều trị bệnh. Với các loại thuốc đông y, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và dùng theo chỉ định của người có chuyên môn. Ngoài ra, người bệnh chỉ mua thuốc tại những địa điểm bán thuốc uy tín, có giấy phép kinh doanh và công khai thành phần rõ ràng.